La 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 la, phú ông kén rẻ khắp trong làng. Lễ vật là một món đồ phải vừa to nhưng lại nhỏ, vừa cứng rắn vừa mềm mại, vừa đau lại vừa sướng. La 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 la. Thầy, nhưng mà con không chịu đâu. Con có người trong lòng rồi. Kệ mày. Thầy. Làm gì có gì vừa to vừa nhỏ như này, kiểu tứ chân nó thuộc về ta. Nhìn cũng được đấy, nhưng chắc gì đã mềm như đồ của ta. Chẳng ra được cậu ta đi. Ây ông ơi mà. Để cứ đâu nhỉ? Là con gái phải xinh. Xinh đấy. Cái gì vào đi. Ta mất tiểu thư rồi. Chỉ vì ta quá nghèo. Không những nghèo mà mày mà xấu nữa. Thằng nào kia ta đấy? Thằng nào kia ta đấy? Đắc gì mà đắc mạnh dữ vậy? Ông là thằng nào? Cái chi? Ta xin tự giới thiệu. My name is Bụt đây. Bụt à? Bụt ơi. Bụt ơi, con khổ lắm Bụt ơi. Bụt ơi. Sao? Có chuyện gì? Con muốn cưới tiểu thư. Thôi được, ta sẽ giúp người. Ui, ở đậu đất à? Không phải. Đấy là món quà ta dành cho con đấy, để biến ước mơ của con thành hiện thực. Con cảm ơn Bụt. Lễ vật to nhỏ con đây. Cái cứng mềm của mày đâu? Đây. Mày cắn ông xem. Mềm. Không sướng. Cái gì? Tiền à? Tiền ông đây. Thằng Lô. Cái gì đây con? Dạ, lễ vật của con đấy ông ạ. Con mời ông ngồi. Ngồi à? Ừ. Thì mày cầm gậy cho ông. Con mời ông. Để con mở trong nhá. Ừ, mày mở đi. Ông có thấy vừa to vừa nhỏ không ạ? To. Ông có thấy vừa cứng vừa mềm không ạ? Mềm. Ông có thấy vừa đau vừa sướng không ông? Sướng. Gả tiểu thư cho con ông nhá. Gả. Sống gần 30 mấy năm, từng vui, từng vấp ngã, từng buồn, nhưng chưa từng giàu.